xin mời chào toàn thể quý khán giả thân mến đang theo dõi clip của DVH Audio nhé. Thì hôm nay anh em DVH đã đang có mặt ở bên nhà chú Phương, ở bên này gọi là Ngô Xá Long Châu, Yên Phong Bắc Ninh chú nhỉ. Thì để lên dàn cho chú Phương một cái bộ để đi làm chương trình đám cưới, cấu hình rất là đơn giản, rất là gọn nhẹ thôi. Cấu hình gồm một cặp súp hầm kép và hai cặp lai ray bát 30. Và cái cấu hình này thì vẫn có thể phát triển được thêm, tức là sau một thời gian sử dụng mà chú mà có nhu cầu nâng cấp thêm thì có thể trồng thêm một cặp loa nữa lên trên, thì nhìn trông nó sẽ đô con hơn, oánh tưng bừng hơn, phê pha hơn. Còn đâu cái cấu hình này thì gọi là trước mắt để mình giải quyết các cái công việc trước mắt đã, sau đó mình sẽ nâng cấp sau. Mình thì mình vẫn thấy là ba tay một bên thì oánh nó hoành tráng hơn, nó phê pha hơn rất là nhiều. Và cái này thì loa Lyray từ neo này tiếng nó rất là sáng, rất là rõ. Thì quý khán giả có thể nghe cái tiếng mà mình đang nói qua micro này. Alo 1234 đây. Đây là tiếng của mình nhé. Và đây là tiếng nói qua loa. Tiếng nói qua loa thì loa từ neo rất là rõ luôn. Và anh em mình thì vừa làm cái feedback xong thì có thể tự tin đứng ở trước loa và có thể nói hoặc là có thể hát thoải mái luôn nhé. Đây nhá, hai vị loa đây nhá. Đấy. Tất nhiên là mình sẽ không quá lạm dụng nhiều về cái vấn đề feedback. Thời gian vừa qua thì cũng có khá là nhiều quý khán giả có comment ở trên kênh có hỏi là về cái vấn đề feedback ấy, thì mình cũng khuyên các bác luôn là đừng chống hú quá nhiều. Chống hú càng nhiều nó càng bóp méo cái tiếng micro lại thì cái tiếng mic nó càng không hay nhá. Mình chỉ gọi là mình chống hú một chút xíu thôi, chống hú độ 50% thôi, thì để còn lại thì để cho cái tiếng mic nó mới bay, nó mới thoát tiếng được. Chống hú càng nhiều mic càng không hay. Đấy là một cái lời chia sẻ từ TVH. Nhưng mà nói chung là cũng chẳng ai đứng ở ngay trước hoa để hát cả. Hát thì người ta cũng phải cách ra vài ba mét người ta mới hát, chứ không ai đứng ở đây để hát ở đây cả. Nó hơi buồn cười tại vì mình đi làm ở sân khấu mình để kê cái vế loa nó dịch ra hai bên và sân khấu ở giữa một chút xíu. Ok, giao lưu với quý khán giả thân mến một chút xíu. Và về phía dàn máy này thì đây là đầu não, trung tâm đầu não của hệ thống luôn, mixer Electro Hall XA16 của đồ. Cái mixer này thì tiếng effect rất là hay. Cái này thì effect thì khỏi phải bàn cãi rồi. Mình bán cho rất nhiều bác đang dùng cái mixer Dynacorg tàu ấy, thì phải nói là cái tiếng nó khá là ok. Nhiều bác ngày xưa dùng cái bàn Yamaha xong rồi chuyển sang Dynacorg và bây giờ chuyển sang cái bàn này rất là nhiều, mình bán rất là nhiều. Effect nó ngon lắm. Đây là mình đang pha một chút cái reverb. Đây là reverb này, bên này là echo nhá. Đây là cái tiếng micro này. Alo 1 2 3 4 5 6. Lên một chút reverb nhá. Lo. Đấy, quý khán giả có thể thấy cái tiếng xì nó có reverb nó rất là hay và kết hợp với cả loa từ neo, tiếng xì rất là bén. Nhiều các cái hệ thống không ra được cái tiếng xì. Nhiều anh em có comment có hỏi DVH là DVH ơi sao em làm nào ra cái tiếng xì nó bén nó như sân khấu vậy mà sao anh làm mà không ra được tiếng xì. Thì thực ra là nó là một cái sự kết hợp. Đầu tiên là mic nó phải ngon một chút xíu này, bàn ngon và với cả loa. Loa thì cứ các bác cứ làm phân tần tốt với cả loa từ neo này thì nó phát ra được cái tiếng xì nó tốt nhá. Còn loa mà kém thì chịu, không thể nào mà xì được đâu. Ép nó không ra được làm sao xì được. Ở bên này thì echo, con này thì echo nó rất là dẻo luôn. 2 3 4 5 6 đấy, nhại cực kỳ dẻo. Đấy. Ok, mình nói thì mình sẽ cho một chút vợt vào thôi cho nó ngọt giọng, chứ mình nói mình sẽ không cho nhại vào thì nó hơi quê. Coi như là các bạn đi làm chương trình thì MC nói đừng cho nhiều nhại, cho một chút xíu nhại và tăng cái reverb lên. MC người ta nói nó sẽ ngọt giọng hơn coi nhá. Xuống phía dưới này thì vẫn như mọi ngày thôi, quản lý nguồn, một thiết bị không thể thiếu được rồi này. Cái mic với cả cái vang này là đồ của chú có sẵn, chú lắp thêm vào nhé. Để những cái đám nào mà nhỏ nhỏ không dùng cái bàn mixer thì sẽ cất mixer ở nhà và dùng qua cái vang này, và từ vang thì sẽ cắm qua cốt và để ra hệ thống loa nhé. Phía dưới này mic DB550 25 mã, đây trên tay mình, đây trên tay là cái mic DB550 25 mã này. Cái mic này thì tiếng nó khá là ok luôn, là một cái dòng mic chuyên sự kiện, tiếng rất là ngon và sóng thì cực kỳ khỏe coi nhá. Mic này thì sóng 250m hát thoải mái luôn, không bao giờ lo ngắt ngứ và hát to thoải mái, không bao giờ lo vỡ tiếng ở mic. Phải nói là cái côn mic nó chịu rất là tốt. Nói chung là dòng mic chuyên nghiệp mà tiền nào của đó cả hơn, đắt tiền thì bao ngon này. Cốt số 260, một thiết bị thì phải nói là trái tim. Nếu mà đây là đầu não thì đây là trái tim linh hồn của hệ thống. Không có con này thì không làm được coi nhé. Tránh nhé chú đi. Làm feedback này, chống hú này, ở trên cốt số này, cắt súp cắt full cũng ở trên cốt luôn. Không có cốt thì không thể nào giải quyết được nha các bạn nhé. Vai trò rất là quan trọng của cốt Drive Connect 260. Đẩy 4 kênh Asley, con này là A41000. Anh em của nó là B1004 thì hai con này nó giống nhau như đúc, nó chả khác gì cả, nó khác mỗi là vẽ cái mặt thôi, còn nó ruột như nhau các bác nhá. Các bác lấy con này được hoặc lấy cái con B1004 được, như nhau, giá như nhau. Và xuống phía dưới là đẩy DB Caustic mã KD1500. Con này rất là khỏe, con này thì nó đánh cái súp 125 thì nó vã tưng bừng luôn. Hiện tại đang sử dụng cái cặp súp này là
là súp hầm. Súp hầm cái này là do là cái cũng là kinh tế hơi có hạn một chút xíu nên là chú quánh cái súp con 100 trước, sau này có điều kiện thì mình sẽ hỗ trợ chú là tháo cái bát này ra, mang sang bên thì mình đổi cho chú cái bát neo thì chú cắt thêm tiền và được đấy. Tại vì thực ra mình đi làm thì cái vỏ loa nó sẽ xước thôi chứ còn cái bát ở trong nó chả ảnh hưởng gì cả thì vẫn hỗ trợ được các bác nhá. Cái này là súp hầm con 100 thì cái con đẩy này quánh nó khá là khỏe, quánh to nó quánh chết súp này luôn chứ. Súp côn 100 này không chịu nổi con đẩy này, đẩy khá là khỏe, quánh căng đét luôn. Ok thì ngay sau đây thì DBH sẽ mời quý khán giả thân mến sẽ cùng đeo tai phone vào và mình sẽ test một chút nhạc nhé, test một chút nhạc và lát nữa là bài karaoke cho nó phấn khởi, mời quý khán giả cùng nó xem ạ. Thế là anh em DVH đã bàn giao xong xuôi rồi và bây giờ thì sẽ rút quân về Hà Nội đây các bác. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả thân mến trong những clip tiếp theo các bác nhé. Và chúc cho chú Phương chủ nhà nhận được thật là nhiều xô, đắt xô và làm được tốt thì lại tái đầu tư, lại mua thêm. Ok, xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả thân mến nhé. Đừng quên nhấn nút like và đăng ký kênh của DVH để cập nhật các clip mới nhất từ kênh của DVH. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.